lại về đây các anh chị em ơi. Một chiếc xe 5 chỗ gầm cao của hãng Honda lại là xe nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc nhé. Bên cạnh mà đây là Honda HR-V đời 2019, mới đi có 34.000 km thôi. Dàn vỏ lớp là còn zin theo xe hết nha. Chất xe cực kỳ đẹp, chủ xe giữ cực kỳ kỹ luôn. Lại là một cái màu đỏ tươi nữa. Hôm trước là bên Mai có về một chiếc là biển số đẹp với các anh chị 98765, thì hôm nay lại về tiếp một xe nữa cho các anh chị ha. Xe hôm trước là Mai đã bán rồi. Phần sơn xi quanh xe thì đẹp, đồng màu liền lạc này các anh chị, xe mới nối rất là khít, từ trước ra sau không trầy xước nhé. Vỏ này các anh chị kiểm tra với Mai ha, ga gió cũng còn khá là sâu. Dòng này thì đây cho các anh chị xem đét vỏ này, tầng thứ 29 của 2019 các anh chị nhé. Đó, đây tầng thứ 29 của 2019 nè. Dòng này thì mâm của mình là mâm 17 nhé, mâm không trầy xước nè. Đăng kiểm mình còn tới tháng 4 năm 2023, còn cho các anh chị mình về cứ xài thoải mái ha. Đã có dán phim cho mình rồi nè, có ốp chén cửa luôn. Phần bên hông xe cũng không có trầy xước gì hết. Xe này đi cũng có ba mấy ngàn km thôi. Keo chỉ ốc ác mai bao cho các anh chị mình ha. Nên là mai sẽ bỏ qua phần kiểm tra keo chỉ để cho video nó gọn hơn. Ở phía sau đuôi xe thì có trang bị cho mình camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ. Các anh chị xem sơ qua phần gầm bệ giúp mai nhé. Dòng này thì cũng thuộc dạng là gầm cao rồi nên các anh chị cũng không phải quá lo lắng về phần gầm bệ đâu. Máy của dòng này là 1.5, tiêu hao nhiên liệu nó khoảng tầm 5.4 cho đến 6.7 nhé. Đây cho các anh chị xem cái độ kỹ của chủ xe nè. Đó, những cái đồ như thế này là cột bọc là để lại kỹ càng ha. Phần cốp như thế này là phải lót hai lớp. Và Mai cũng rất thích những xe mà chủ lót cái phần cốp nhựa như thế này. Thứ nhất là chống trầy xước, chống dơ và rất là dễ vệ sinh. Nhưng phía dưới này còn lót thêm một lớp nữa. Đây là cái lớp mà simili nha. Đây là cho vệ sinh nó bị dính nước thôi nè, không có ấy ra. Các anh chị thấy nếu mà bình thường á, cái phần nước này mà dính vô cái phần nỉ zin dưới này nè, đó, nó sẽ rất là dơ. Thì các anh chị xem ha, phần nỉ dưới này nè, mới cáu luôn nè, không một chút dơ, chút bụi nào luôn. Xe này thì có một cái khuyết điểm đó là phần gầm ồn. Tuy nhiên là anh chủ đã khắc phục cho mình luôn, là có làm cách âm luôn rồi các anh chị nhé. Đây vỏ dự phòng nè, cái này có sử dụng 1-2 lần rồi, còn rất là mới và còn cái sơn phết nè. Đây bộ dụng cụ sửa chữa thì xếp gọn trên này. Phần nhựa cũng như là phần nỉ bên trong xe còn khá là mới ha. Đó, cốp xe của HR-V thì rất là rộng rãi các anh chị ha. Ở đây cho các anh chị xem thông số của cái phần tiêu hao nhiên liệu nè. Cái cánh cửa của HR-V mở nó cũng lạ hơn những dòng xe ô tô khác ha. Mở từ phía trên. Nội thất của mình là ghế da màu đen căng bóng sàn, được lót hai lớp nha. Vừa lót 5D vừa lót simili phía dưới luôn. Đó, mà phải nói là chủ xe này rất kỹ các anh chị nha. Xe của mình là ghế lái có chỉnh điện nè. Xe sử dụng chìa khóa Smart Key và đề nổ Startup. Phần odo của mình đi được 37.443 km. Xe này thì các anh chị về mình nên đi bảo dưỡng luôn nè, cũng tới lịch hẹn bảo dưỡng rồi ha. Đó, phía bên này mình có chế độ cân bằng điện tử, có chế độ Econ tiết kiệm nhiên liệu. Phần vô lăng còn rất là mới, có lẫy chuyển số trên vô lăng luôn nha. Có Cruise Control, đàm thoại rảnh tay và những cái phím điều khiển chức năng như thế này. Vô lăng thì được may da, phần vô lăng còn mới, không bị bóng mờ gì hết nhé. Phía trên táp lô thì có thảm che táp lô đầy đủ nè, không bị chảy xước, không bị hao mòn. Màn hình này thì cũng theo xe các anh chị ha. Có dàn lạnh hai vùng độc lập nè, dàn lạnh tự động nè. Có cân bằng điện tử và brake hold cho mình luôn. Phần nhựa bên trong còn rất là mới nhé. Mình có cam hành trình sẵn rồi nên các anh chị về cũng không cần phải trang bị gì thêm. Rồi mai sẽ mở cửa sổ trời cho các anh chị mình xem ha. Cửa sổ trời của dòng này rất là rộng các anh chị, cửa sổ trời toàn cảnh panorama từ trước ra sau. Đó, cái này mà nếu mà gia đình mình á có các bé nhỏ hay các chị mà hay xây xe á thì mình về mình sử dụng nó rất là dễ chịu cho các bé. Đó. Này bước chân là có sáng đèn luôn nha. Đây, phía dưới cabo này là khối động cơ 1.8 cái gì. Ốc cabo, keo chỉ cabo còn nè. Đó, nguyên zin ha, sơn phết nè, đầy đủ ha. Keo chỉ nằm dưới ron cao su nè các chị. Đó, keo chỉ nguyên zin, tem mát nhà máy là còn đầy đủ hết nha. Xe bên Mai sẽ cam kết cho các anh chị là không tai nạn, không ngập nước, không đầy tô động cơ hộp số bao tét hãng nha. Anh chị kiểm tra với Mai nè, máy nổ rất êm, ốc ác sơn phết đầy đủ. Đó, lựa mà mua xe qua sử dụng tiết kiệm được chi phí á, thì mình lựa những cái trung tâm uy tín ha, có cam kết, có bảo hành cho mình.
Bên Mai thì sẽ bao bảo hành cho các anh chị mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ hộp số bao test hãng. Các anh chị cứ đi test ở những cái chính hãng của các đại lý chính hãng của Honda nè, hoặc những cái trung tâm mà chuyên kiểm định xe qua sử dụng cũng được ha. Thì họ sẽ kiểm tra xe có đâm đụng, có ngập nước hay không, tình trạng xe như thế nào thì mình về mình yên tâm để sử dụng các anh chị nhé. Bên Mai sẽ có hỗ trợ cho mình rút hồ sơ, hỗ trợ đăng ký trên toàn quốc, hỗ trợ trao đổi và thu mua xe qua sử dụng. Các anh chị có xe mà không có nhu cầu sử dụng nữa thì bán lại cho khách ca nha. Ngoài ra Mai cũng sẽ có hỗ trợ trả góp cho các anh chị mình nữa, nếu mà cần tư vấn trả góp thủ tục như thế nào nè, rồi trả trước bao nhiêu, góp hàng tháng bao nhiêu thì liên hệ với Mai. Mai sẽ có hỗ trợ cho các anh chị ở xa, mình đặt cọc khoảng 20 triệu thôi, Mai giao xe về tận nhà cho các anh chị mình kiểm tra, ký mua bán ký quyền gần nhà các anh chị mình luôn, không cần phải đi đâu hết nha. Rồi, yêu thích video này nhớ cho Mai xin một tim comment chia sẻ ý kiến của các anh chị bên dưới, theo các anh chị chiếc xe này nằm giá khoảng bao nhiêu là phù hợp, gợi ý là khoảng tầm trên 700 triệu một chút xíu thôi. Giá bán chính xác Mai sẽ để dưới phần comment cho mình nhé, hoặc theo dõi kênh của Mai đi, lướt xuống bên dưới để xem thêm nhiều video xe nữa. Gầm cao bên Mai cũng còn khá khá xe như Tucson, CX5, Kona, còn cả EcoSport nữa, EcoSport đời 2014 và 2019 với giá tầm tầm khoảng 400 mấy, 500 mấy thôi, rất là mềm, rất là dễ cho các anh chị mình sở hữu nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.